Rồi, thầy chào các em. Như vậy, hôm nay chúng ta sẽ học tiết thứ 14 với chủ đề Khúc hát quê hương. Chúng ta sẽ học bài hát Đi cắt lúa dân ca Hơ Rê và nhạc cụ giai điệu bài thực hành số 3. Đầu tiên, thầy giới thiệu về người Hơ Rê. Đây là hình ảnh người Hơ Rê trong lao động sản xuất. Họ dệt vải. Hình ảnh họ cấy lúa, trồng lúa. Người Hơ Rê trong sinh hoạt văn hóa thì có nhiều lễ hội như lễ hội cồng chiêng, uống rượu cần, vân vân. Vài nét về phong tục văn hóa người Hơ Rê. Người Hơ Rê cư trú chủ yếu ở miền Tây tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Người Hơ Rê làm lúa nước từ lâu đời. Kỹ thuật canh tác lúa nước của đồng bào tương tự như vùng đồng bằng Nam Trung Bộ. Đồng bào chăn nuôi trước hết nhằm phục vụ các lễ cúng bái. Riêng trâu còn được dùng để kéo cày, bừa, nghề đan lát, dệt khá phát triển luôn. Tiếp theo, trong làng người Hơ Rê thì già làng sẽ có uy tín lớn nhất và đóng vai trò rất là quan trọng. Người Hơ Rê thích sáng tác thơ, ca, ham mê ca hát và chơi các loại nhạc cụ, ca choi và ca lêu là làn điệu dân ca quen thuộc của đồng bào này. Người Hơ Rê giàu có về số lượng lễ tục. Trong số ấy, lễ cà răng là lễ tiết hết sức quan trọng trong cuộc đời của người Hơ Rê. Riêng về lễ hội lớn thì người Hơ Rê có lễ Tết, lễ cúng cơm mới, hội mùa và lễ hội đâm trâu. Trong những ngày này, gái trai súng xính si mi, ăn mừng ca hát dưới ánh lửa bập bùng bên triền núi. Tiếng còng chiêng, đàn sáo cất vang. Qua những giới thiệu đó thì bây giờ một bài hát của người dân Hơ Rê, dân ca Hơ Rê đó là bài hát Đi cắt lúa. Bây giờ chúng ta cùng nghe bài hát này nha. Rồi, chúng ta mới vừa nghe xong bài hát Đi cắt lúa. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần nhận xét bài hát này như thế nào nha. Đầu tiên, bài hát được viết theo nhịp mấy? Nhìn vào đầu chúng ta thấy chỉ số nhịp đó là 2-4. Như vậy, nhịp 2-4 là nhịp có 2 phách trong mỗi ô nhịp. Mỗi phách là một hình nốt đen.
phát 1, đánh mạnh phát 2, chúng ta đánh nhẹ. Em hãy nêu các ký hiệu âm nhạc được sử dụng trong bài hát. Ở đây chúng ta thấy có dấu nốt đen, nốt đơn chấm dôi, móc kép, dấu luyến, dấu nối, rồi dấu lặng đen và lặng đơn. Bây giờ chúng ta sẽ nêu một số cảm nhận. Đó là đầu tiên, cảm nhận về giai điệu bài hát. Nó mang âm hưởng dân ca của người Tây Nguyên. Về nội dung bài hát, nói về các bạn nhỏ ở vùng cao hát mừng mùa lúa mới, đã mang lại cuộc sống ấm no cho dân làng. Ở hình ảnh nào cho ta biết các bạn sinh sống ở vùng cao Tây Nguyên? Đó là hình ảnh bản làng và chiêng trống. Bài hát này có một đoạn và chia chỉ làm hai câu thôi. Câu 1, đàn em vui cho tới khắp dân, ấm no khắp dân bản làng ề. Đoạn 2, câu 2, từng đàn em vui cho tới khắp dân bản làng ề. Bây giờ mình sẽ tiến hành luyện thanh thang âm đô trưởng nha. Đô trưởng sẽ gồm các nốt từ đồ tới đố. Chúng ta sẽ đọc đô rê mi pha son la si đô. Sau đó chúng ta đọc ngược lại đô si la son pha mi rê đô. Giờ chúng ta bắt đầu xem. Rồi, bây giờ mình sẽ tập từng câu ha. Bây giờ câu 1. Câu 1 chúng ta sẽ hát từ đàn em vui cho tới khắp dân bản làng ề ha. Đàn em vui ha. Hòa với tiếng chiêng vang lừng, đón lúa mới về ấm no khắp dân làng ề. Đàn em vui, chúng ta làm lại nè. Đàn em vui hát ca hòa với tiếng chiêng vang lừng, đón lúa mới về ấm no khắp buôn làng mình. Ê. Chữ ề chúng ta hãy hát một cách ngạc nhiên lên một chút. Ê, hát một cách vui mừng hơn. Đàn em vui, em vui hát ca hòa với tiếng chiêng vang lừng, đón lúa mới về ấm no khắp buôn làng mình. Ê. Rồi câu thứ hai nhá. Từng đàn em vui, câu thứ hai nè. Từng đàn em vui hát ca mừng lúa ngát hương. Ê ê, đón lúa mới về sương vui khắp buôn làng mình. Ê. Từng đàn em vui, chúng ta chỉ thêm chữ từng thôi. Câu 2 vẫn hát giống như câu 1, thêm chữ từng thôi. Từng đàn em vui, phải không nào? Từng đàn em vui hát ca mừng lúa ngát thương. Ê ê, đón lúa mới về sương vui khắp buôn làng mình. Ê. Lại một lần nữa thôi. Từng đàn hài vui hát ca mừng lúa ngát thương. Ê ê, đón lúa mới về thương vui khắp buôn làng mình. Ê. Thương ê ê, đón lúa mới về thương vui khắp buôn làng mình. Ê. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hát lại toàn bài với thầy nha. Thank you.
ca hòa với tiếng chiêng vang lừng, đón lúa mới về ấm no khắp buôn làng mình. Ê, câu hai, đàn em vui hát ca một lúa ngát thương. Ê ê, đón lúa mới về sương vui khắp buôn làng mình. Ê, rồi lần thứ hai chúng ta sẽ tự hát nha. Đàn em vui hát. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục cho thầy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ha. Giờ chúng ta sẽ tiến hành bộ phát bài này. Đen đơn đơn đen 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 đơn đơn đen đen ha. Đen đơn đơn đen 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 đơn đơn đen đen đơn đen 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 đơn đơn đen đen nào. Rồi bây giờ chúng ta cùng hộ phát nào. Đen đơn đơn đen 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 đơn đơn đen. Rồi giờ chúng ta sẽ hộ phát. Chúng ta xem anh chị này áp dụng vào bài nha. Đèn đơn đơn đèn 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 đơn đơn đèn 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 đơn đơn đèn 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 đơn đơn đèn. Rồi chúng ta xem lại nha. Rồi tiếp theo sang phần 2 là phần nhạc cụ, chúng ta sẽ thực hiện giai điệu bài thực hành số 3. Bài luyện tập 6 recorder. Ở đây là bài thực hành số 3. Đầu tiên chúng ta sẽ học thổi nốt son. Và bây giờ thì mời tất cả các em chúng ta thực hành thổi nốt son. Thì mời tất cả các em chúng ta thổi nốt son. Son, son. Bấm nút 0 và 1, 2, 3.
Bây giờ chúng ta sẽ tập thổi nốt C. Và bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các em vị trí của nốt C như cái sáo. Thầy mời các em cầm sáo lên bằng tay trái. Các em quan sát trên bàn tay trái của thầy để quy định các ngón như sau. Ngón cái số 0, ngón trỏ số 1, ngón giữa số 2, ngón áp út số 3. Ngón số 0 của thầy, thầy sẽ bịt lỗ bên dưới của cây sáo. Ngón 1 của thầy, thầy sẽ bịt lỗ trên cùng của cây sáo. Với cách bịt như thế này, thầy đã được một nốt C trên cây sáo Re bemol được. Tiếp tục chúng ta sẽ học cách thổi nốt đô nhé. Và với bài học hôm nay, thầy sẽ giới thiệu cho các em nốt đô trên cái sáo Re bemol. Ta giữ nguyên ngón 0 và ngón 2, buông ngón 1, chúng ta được nốt đô. Giữ nguyên ngón 0, ngón 0 và ngón 2, buông ngón 1, chúng ta được nốt đô. Và bây giờ thầy mời tất cả các em thực hành thổi sáo nốt đô. Còn bây giờ chúng ta sẽ kết hợp ba nốt son, si và đô vào bài thực hành. Si, si, đố, hả nào, đố, đố, son, son, si, si, đố. Chúng ta có thể nhìn vừa bấm sáo vừa nhìn hình cách bấm mà. Như vậy, bấm lỗ 2 là nốt đố, bấm lỗ 1 là nốt si, đố, bấm ba lỗ, son, si lỗ 1 và 0, lỗ 2 và 0, 3 ngón và 0, lỗ 1 và 0, lỗ 2. Rồi cuối cùng thầy dặn dò về nhà chúng ta hát thần thục, tập hát lại thuần thục bài hát Đi Cắt Lúa, vừa gõ đệm luôn cho thầy, tập luyện nhạc cụ nếu chúng ta có và chuẩn bị cho thầy bài ở tiết sau. Như vậy thầy nhắc lại nhạc cụ sáo recorder, chúng ta thổi lại ba nốt mới học, đó là nốt son, bấm lỗ 0 ngón cái và lỗ 1 2 3, ngón trỏ, ngón giữa và áp út. Còn nốt son, đó là nốt son, bấm 3 ngón. Nốt si, chúng ta bấm lỗ 0 và lỗ 1. Còn nốt đố, chúng ta bấm lỗ 0 và lỗ thứ 2, buông lỗ 1. Là đố.